Quý tân nhà văn đang diễn làn sóng Hồng Việt TV. Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế, mở đầu với Julie. Cháy rừng hoành hành khắp Hy Lạp. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis hôm thứ Năm nói rằng Hy Lạp cần thực hiện thêm nhiều biện pháp để ứng phó hậu quả của khí hậu biến đổi. Trong khi các đám cháy rừng ở miền trung đất nước bùng phát, buộc thêm nhiều người phải di tản sau khi thiêu rụi nông trại và nhà máy đêm trước. Các đám cháy trên khắp đất nước làm thêm 2 người thiệt mạng ở miền trung Hy Lạp hôm thứ Năm, đưa tổng số tử vong lên 5 người. Kể từ thứ Tư, giới chức ra lệnh di tản tại nhiều cộng đồng ở khu vực Magnesia, vùng duyên hải phía bắc Athens. Thêm nhiều người buộc phải di tản hôm thứ Năm, một số di tản bằng cano và đến thành phố cảng Volos ở gần đó. Đài ERT của Hy Lạp cho hay những tiếng nổ lớn vang lên từ một kho đạn ở thành phố duyên hải Nia Agialos. Dẫn nguồn tin giấu tên, ERT cho biết kho đạn này là của không quân Hy Lạp. Thị trưởng thành phố Volos ở gần đó cho hay hàng chục tiếng nổ làm cửa kính vỡ nát, người dân hoảng loạn. Phát ngôn viên Luanis Aktopios của cơ quan cứu hỏa Hy Lạp cho biết cảnh sát cố gắng hết sức nhưng không thể kiểm soát được các đám cháy ở khu vực Volos và ở Agialos. Từ đầu năm đến nay, hơn 500 đám cháy rừng hoành hành trên toàn quốc. Mặc dù cháy rừng mùa hè thường xảy ra ở Hy Lạp, các nhà khoa học nói rằng nhiệt độ cao hơn và thời tiết khô hơn đẩy Hy Lạp vào điểm nóng khí hậu biến đổi ở Địa Trung Hải. Lực lượng Ukraine tiến về phía Nam giành lại ngôi làng chiến lược từ tay Nga. Lực lượng Ukraine mới đây đẩy mạnh được cuộc phản công ở khu vực Đông Nam hôm thứ Năm và giành lại làng Staromarsky trong cuộc tấn công để phá vỡ hàng phòng thủ của Nga. Cuộc phản công tập trung vào bảo vệ các ngôi làng tại phía Nam và các khu vực xung quanh thành phố Bakhmut, bị lực lượng Nga chiếm giữ hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh. Tổng thống Nga Putin đã thừa nhận Ukraine tăng cường tấn công trong vài ngày qua, nhưng nói rằng Ukraine không đạt được tiến triển nào. Ông Putin cho biết là mọi cuộc tấn công của Ukraine đều bị đẩy lùi và lực lượng của Moscow gây tổn thất nặng nề cho Ukraine. Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết Ukraine đưa thêm binh lính được Tây Phương huấn luyện đến ít nhất là một trục của cuộc phản công, nhưng rút lại một số. Truyền thông loan tin cuộc phản công đã bước sang giai đoạn mới. Một đoạn video trên kênh Telegram của Tổng thống Zelensky cho thấy binh lính Ukraine ăn mừng khi giành lại làng Staromarsky ở tại khu vực Đông Nam. Một quân nhân trong đoạn video nói rằng lữ đoàn 35 và đơn vị bảo vệ lãnh thổ Ariel hoàn thành nhiệm vụ và giải phóng được làng này, Ukraine vinh quang. Ngôi làng này nằm phía nam ở các khu làng nhỏ được Ukraine giành lại dọc theo sông Moriyali khi cuộc phản công bắt đầu. Và Thứ trưởng Quốc phòng là Hanna Malia đã công bố là làng này đã được giải phóng. Zelensky cho biết cuộc phản công diễn ra chậm hơn, ông mong muốn, nhưng kêu gọi dân chúng đừng mong chờ một kết quả thần tốc như trong phim. Quan chức Nga và Trung Cộng cùng Chủ tịch Kim Jong-un giữ cuộc duyệt binh ở Bắc Hàn. Quan chức Trung Cộng và Nga đứng bên cạnh Chủ tịch Kim Jong-un khi họ xem hỏa tiễn có thể mang theo đầu đạn nguyên tử mới nhất và máy bay không người lái drone tấn công mới của Bắc Hàn tại cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng. Cuộc duyệt binh ở thủ đô tối thứ Năm kỷ niệm 70 năm kết thúc cuộc chiến Triều Tiên, được Bắc Hàn gọi là ngày chiến thắng. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu là chuyến đi đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng của Moscow kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991. Các vị khách Trung Cộng là phái đoàn đầu tiên đến Bắc Hàn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Sự hiện diện của họ tại các sự kiện có hỏa tiễn nguyên tử của Bắc Hàn đánh dấu sự trái ngược với các năm trước khi Bắc Kinh và Moscow tỏ ra xa lánh chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Ông Kim, ông Shoigu và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Cộng Lý Hồng Trung nói chuyện tươi cười và giơ tay chào khi binh lính Bắc Hàn diễn hành và vũ khí đi qua phía dưới. Cuộc duyệt binh bao gồm hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Hoa Song 17 và Hoa Song 18 mới nhất của Bắc Hàn, được cho là có thể tấn công các mục tiêu ở bất kỳ nơi nào ở Hoa Kỳ. Drone tấn công và do thám mới cũng tham gia cuộc duyệt binh. Hãng thông tấn KCNA cho biết ông Kim tổ chức tiệc chiêu đãi dạng trưa với ông Shoigu. Ông Shoigu khen ngợi quân đội Bắc Hàn là mạnh nhất thế giới và hai bên thảo luận hợp tác an ninh và phòng thủ chiến lược.
Nhật Bản nêu lên lo ngại về quân đội Trung Cộng, gọi đe dọa từ Bắc Hàn là một nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Trong bạch thư quốc phòng hàng năm được công bố hôm nay, thì Nhật Bản nêu lên lo ngại về hoạt động của Trung Cộng trong khu vực. Liên hệ quân sự ngày càng thân cận với Nga cũng như tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng với Đài Loan. Trong bạch thư, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra lý do để tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong nước khi thế giới bước vào một thời đại khủng hoảng mới. Trong khi bạch thư tập trung vào tiềm lực quân sự ngày càng tăng của Trung Cộng và cuộc xâm lược Ukraine của Nga, Bắc Hàn cũng được xem là lo ngại chính của Nhật Bản. Tài liệu này cho biết rằng hoạt động quân sự của Bắc Hàn đã trở thành đe dọa nghiêm trọng và tức thì cho an ninh quốc gia của Nhật Bản hơn bao giờ hết. Bắc Hàn có khả năng tấn công Nhật Bản bằng vũ khí hạt nhân gắn trên hỏa tiễn đạn đạo. Bạch thư được công bố khi Bắc Hàn đẩy mạnh thử hỏa tiễn, và truyền thông Bắc Hàn hôm thứ Năm cũng công bố hình ảnh ông Kim Jong-un giới thiệu với Bộ trưởng Quốc phòng Nga những loại vũ khí mới nhất và tối tân nhất của đất nước. Trong đó có hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa và máy bay không người lái chưa từng công bố trước đó. Theo báo cáo dài 510 trang, thì Trung Cộng, Nga và Bắc Hàn góp phần vào môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Và các hoạt động quân sự của Trung Cộng đã trở thành một lo ngại nghiêm trọng cho Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, và trở thành một thách thức chiến lược lớn nhất và chưa từng thấy. Nga và Trung Cộng cũng đẩy mạnh liên hệ chiến lược và các chuyến bay chung của anh tạc cơ và diễn tập chung của chiến hạm Trung Cộng và Nga, rõ ràng là để biểu dương lực lượng với Nhật Bản và là lo ngại nghiêm trọng cho an ninh của Nhật Bản và khu vực. Tòa Thượng thẩm Hồng Kông bác đề nghị của chính quyền đòi cấm ca khúc biểu tình. Tòa Thượng thẩm Hồng Kông hôm nay bác đề nghị của chính quyền đòi cấm ca khúc biểu tình Glory to Hồng Kông, nói rằng lệnh cấm có thể hủy hoại quyền tự do bày tỏ và gây ra tác động đáng sợ. Chính quyền đề nghị lệnh cấm sau khi ca khúc Glory to Hồng Kông bị phát nhầm tại nhiều sự kiện thể thao quốc tế như các cuộc thi rugby và khúc côn cầu trên băng, thay vì bài quốc ca Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc của Trung Cộng. Hồng Kông không có quốc ca riêng, nhưng là một phần lãnh thổ Trung Cộng kể từ khi Anh Quốc trả lại năm 1997, thành phố sử dụng quốc ca Trung Cộng. Ca khúc biểu tình được hát và phát rộng rãi trong làn sóng biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2019, sau đó đã bị xem là trái luật sau khi Trung Cộng áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông trong cuộc đàn áp phía đối lập. Trong phán quyết, thẩm phán Anthony Chan nói rằng tòa án công nhận việc thực thi quyền tự do bày tỏ khi xem xét đề nghị của thành phố, trong khi cũng cân nhắc những tác động đáng sợ có thể phát sinh nếu ra lệnh cấm. Khi chính quyền đọc đơn lên tòa đề nghị cấm hoàn toàn ca khúc này hồi tháng 6, bài hát nhanh chóng bị gỡ khỏi nhiều nền tảng phát nhạc online như iTunes và Spotify. Giới chức Hồng Kông cũng chỉ trích Google vì từ chối thay đổi kết quả tìm kiếm để thể hiện quốc ca Trung Cộng thay vì ca khúc Glory to Hồng Kông khi người sử dụng tìm kiếm quốc ca Hồng Kông. Bão Doxury đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở Đông Nam Hoa Lục. Bão Doxury đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở Đông Nam Hoa Lục hôm nay và mang đến mưa lớn, gió giật mạnh, làm đứt dây điện gây nên những đám cháy, quật đổ cây cối, buộc nhà máy và thương xá phải đóng cửa. Trận bão mạnh thứ nhì đổ bộ vào Phúc Kiến sau bão Meranti năm 2016 mà buộc trường học, doanh nghiệp phải đóng cửa và di tản công nhân ra khỏi các mỏ dầu khí ngoài khơi. Cơ quan khí tượng quốc gia cho hay rằng Doxury mang đến gió mạnh 85 miles một giờ tính đến 1 giờ chiều hôm nay. Lượng mưa tại Hạ Môn, Tuyền Châu, Phủ Điền là lên đến 50mm một giờ. Một người dân tại Hạ Môn cho biết cả Hạ Môn không đi làm sáng hôm nay. Không có chiếc xe nào ngoài đường, nhà máy, thương xá đóng cửa. Có lẽ ai cũng sợ sau bão Meranti trước đây. Những đoạn video trên mạng xã hội cho thấy dây điện phát ra tia lửa và bốc cháy tại thành phố Tấn Giang, trong khi ở Tuyền Châu, nhiều cây lớn bị bật gốc và nằm giữa đường. Video trên mạng xã hội cũng cho thấy gió mạnh làm một lư hương lớn đổ xuống đất tại một ngôi chùa ở Tấn Giang, trong khi người dân che chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà. Một số khu vực tại Tấn Giang, Tuyền Châu bị cúp điện và nước. Và theo dự báo, Doxury sẽ di chuyển lên phía Bắc, nơi 10 tỉnh sẽ có mưa lớn. Doxury để lại thiệt hại nặng trên đường đi của nó và trận bão, quật đổ cây cối và làm hàng trăm ngàn gia đình bị mất điện ở miền Nam Đài Loan.
có ít nhất 26 người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Philippines. Tuần duyên Philippines hôm nay cho biết họ sẽ điều tra tại sao một thuyền chở khách lại được cho phép hoạt động trong khi quá tải, sau khi chiếc thuyền bị lật đổ tại một hồ nước gần thủ đô, làm cho ít nhất 26 người thiệt mạng. Nhà chức trách cứu thoát 40 người hôm thứ Năm sau khi thuyền chìm trong gió mạnh, có nghĩa là nó chở nhiều khách hơn quy định. Phát ngôn viên Alban Balillo của tuần duyên cho hay cơ quan này đã mở cuộc điều tra sự việc. Chiếc thuyền được phép chở khoảng 40 khách, nhưng chưa rõ bao nhiêu người có mặt trên thuyền. Danh sách khách chỉ có 22 người. Công việc tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang diễn ra. Đây là tai nạn gây nhiều thương trong thứ Nhì trong năm nay, sau khi 33 người chết trong vụ cháy phà ở miền nam Philippines hồi tháng 3. Trong tuần này, bão Doksuri đưa gió mạnh 108 mile một giờ đến đảo Luzon, nơi có thủ đô Manila. Tình trạng an toàn hàng hải ở Philippines rất kém. Tàu thuyền thỉnh thoảng chở quá tải và nhiều tàu thuyền cũ kỹ vẫn còn được sử dụng. Thủ tướng Israel bênh vực cải cách tư pháp, lãnh đạo không quân cảnh báo đe dọa an ninh. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết rằng quyết định của Quốc hội để giảm quyền lực của tối cao pháp viện trong chương trình cải tổ tư pháp của ông sẽ không gây tổn hại cho nền dân chủ của Israel. Kế hoạch của ông Netanyahu và chính phủ cánh hữu của ông dẫn đến nhiều tháng biểu tình chưa từng thấy, mở ra chia rẽ sâu sắc trong xã hội Israel và thử thách lòng trung thành của một số quân nhân dự bị. Bước sang tháng thứ Bảy thì cuộc khủng hoảng leo thang hôm thứ Hai sau khi Quốc hội thông qua những thay đổi đầu tiên, cắt giảm quyền lực của bên tối cao pháp viện để bác đi những quyết định của chính phủ và gây ra lo ngại về sự độc lập của tòa án. Ông Netanyahu bênh vực cải cách, trả lời nhiều cuộc phỏng vấn với truyền thông Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm. Phát biểu trên ABC News, ông Netanyahu cho biết, sửa đổi một trong những luật căn bản của Israel có chức năng như hiến pháp chính thức chỉ là một sửa đổi nhỏ. Nhiều người gọi đây là sự kết thúc của dân chủ Israel. Ông nghĩ rằng nhận định đó là ngớ ngẩn, trong khi ông Netanyahu xem nhẹ hậu quả từ kế hoạch của ông. Lãnh đạo không quân Tom Barr cảnh báo kẻ thù của Israel là có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng. Phát biểu với lực lượng của ông Barr nói rằng chúng ta phải tiếp tục thận trọng và chuẩn bị sẵn sàng. Ông không cho biết thêm chi tiết. Còn trên kênh CNN, ông Netanyahu đã không nói rõ liệu ông có tuân thủ phán quyết của bên tối cao pháp viện bác bỏ đi sửa đổi hôm thứ Hai hay không, và dự luật đầu tiên trong kế hoạch cải tổ tư pháp của ông. Dung tròn cổ đại sống lại sau khi nằm bất hoạt trong băng vĩnh cửu Siberia 46.000 năm. Một loài dung nhỏ bé vừa sống lại sau khi đóng băng khoảng 46.000 năm, được cho là sống từ thời cuối thế kỷ Pleistocene, cùng thời với voi mammoth lông xoăn. Một đàn dung được đưa ra khỏi băng vĩnh cửu Siberia và sống lại. Những con dung này từ một loài đã tuyệt chủng từ lâu mang tên Panacrolemus colimiensis thực ra không chết nhưng ở trong trạng thái tiềm sinh. Các nhà khoa học trước đó chỉ có bằng chứng cho thấy dung tròn có thể ở trong trạng thái này dưới 40 năm. Nhưng định tuổi bằng carbon, những loài thực vật trong cùng khối băng có dung, cho thấy chúng có tuổi khoảng 46.000 năm. Giáo sư Taboras Kirchchalia, tác giả của nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS Generics, cho hay loài dung nhỏ bé này nay có thể được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Thế giới. Chúng đã ở trong trạng thái tiềm sinh lâu hơn bất kỳ ước tính nào. Ví dụ đáng chú ý nhất về trạng thái tiềm sinh dài hạn là bào tử vi khuẩn hồi sinh sau 40 triệu năm trong bụng loài ong tuyệt chủng nằm trong hổ phách. 5 năm trôi qua kể từ khi các nhà khoa học Nga hồi sinh dung tròn Panacrolemus colimiensis từ băng vĩnh cửu trong hang của một loài chuột túi Bắc Cực đã tuyệt chủng nằm dưới bề mặt hoang mạc Duvernier khoảng 40 mét. Đàn dung hồi sinh sau khi được cho nước và thức ăn. Chúng sống chưa đến một tháng, nhưng đã để lại hơn 100 thế hệ dung mới. Hổ Sumatra chơi đùa với xích đu tại sở thú London. Và Hội Động vật học London đã cho biết là sở thú này vừa lắp đặt một xích đu để hổ Sumatra con là Jack and Crispin chơi đùa và luyện tập kỹ năng. Loài hổ này là loài hổ quý hiếm nhất trên thế giới, ước tính chỉ còn khoảng 400 con trong thiên nhiên.
Chúng bị đe dọa bởi nạn săn bắn trái phép cũng như mất đi nơi sống của Indonesia. Hổ con chào đời năm ngoái là một phần của chương trình phối giống toàn cầu nhằm bảo vệ và gia tăng số lượng hổ Sumatra. Hội động vật học London bảo vệ hổ và các loài khác bị đe dọa trong thiên nhiên. Và đó là kết thúc phần tin quốc tế. Và một lần nữa sau vài phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại những tin tức liên quan đến Việt Nam.